Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Quay Âm Các bạn thân mến nhìn cái tiêu đề của à, câu chuyện ngày hôm nay thì chắc hẳn là mọi người đang cảm thấy rất là tò mò và cảm thấy mong chờ cái câu chuyện này sẽ có cái điều gì ấn tượng và đặc sắc đúng không ạ? Và đây là một câu chuyện phải nói là cái nội dung, cái tư tưởng, cái chủ đề của tác giả à, khá là hay Nó khá là có nhiều đoạn rất là kinh dị và khiến cho mình phải nổi gai ốc à, Nhưng tác giả lại biến cái câu chuyện từ kinh dị từ hoang đường trở thành một cái câu chuyện khá là dí dỏm hài hước với một cái lối văn chương mà uh, chắc hẳn là cũng nói lên cái tính cách ở ngoài đời của tác giả là một người cực kỳ có khiếu hài hước uh, thuận thực sự khá là thích cái câu chuyện này của tác giả đào thị tuyết nhung và đây là lần đầu tiên thuận đọc những cái câu chuyện của chị và hy vọng rằng uh, những cái câu chuyện này cũng có thể đem lại tới một cái luồng cảm xúc mới lạ cho tất cả mọi người Hãy đón nghe câu chuyện ma với một cái phong thái thoải mái và vui tươi nhất trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Câu chuyện mang tên Cháo Thịt Người. Ông chủ, lấy cho tô cháo, cho nhiều nhiều thịt bằm vào nha. A à, sủi múc tô cháo có mấy miếng huyết, cho thêm chút thịt bằm, chan thêm ít dầu và hành phi, rồi bỏ thêm chút hành hoa. Ây à Ai cũng đòi thịt nhiều như lị Chắc ngọ dẹp tiệm sớm mà Á sủi đặt bát cháo xuống Mà nói nửa đùa nửa thật Cậu thanh niên đáp lại Chứ ai bảo thịt bằm của A sủi ngon quá làm chi Á sủi nghe câu của chàng trai khen Cười tít mắt vỗ vỗ vai cậu ta Thế lị ăn nhiều vô Á sủi nhìn cậu thanh niên cầm thịa cháo Xúc vào miệng Mà trong lòng nôn nao muốn nôn mửa Hắn cảm thấy cơn gió lạnh buốt giữa mùa hè Chạy dọc sống lưng mà dùng mình. Đúng là cháo thịt bằm ở đây là số một mà. Hắn xúc từng muỗng cháo mà chắp vào miệng. Cháo nóng hổi làm hắn toát cả mồ hôi. Nhưng rất ngon cho một người đi làm về khuya muốn kiếm chút xỉ lót bụng như hắn. Bỗng hắn đập bàn một phát quát lớn. Ông chủ, ông chủ, ra đây, ra đây. Á à sủi nghe người thanh niên đập bàn mà mồ hôi rơi lã chả. Ông sợ hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó khiến ông ta lo lắng à à có gì lị không vừa lòng chứ hả a sủi vuốt vút vai cậu thanh niên hỏi ân cần có vẻ nịnh nọt cậu ta cười cười rồi nói ông đó nha, sau này thịt ngon mà thơm thế trong lòng a sủi sợ hãi bỗng buông xuống ai da cái thằng nhóc này làm ngọ giật cả mình ngộ nói cho lị nghe con heo này á là con mới lớn nên thịt ngon lắm á Cậu thanh niên ngạc nhiên. Ủa, vậy à? Giờ tôi mới biết. Thôi, ông đi làm việc tiếp đi. Thành ăn xong bát cháo, khen lấy khen để. Sau đó trả tiền cho A Sủi. Ông chủ đẹp trai, tôi gửi tiền. Mà nhà ông ở đâu vậy? Mẹ tôi rất thích ăn cháo thịt bằm. Bữa nào ông chỉ tôi nấu được không? Tôi sẽ hậu tạ. A Sủi vuốt chòm râu dưới cằm mà cười lên ha hà. <laughs> Tướng cái chuyện gì? Dễ thôi, À, lị có biết lò mổ heo ngay cuối con đường kia không hả? Nhà ngộ ở đó, bữa nào ngộ rảnh chỉ cho lị gà tiền thuốc bắc nữa ấy nha, ngon nhức nách. Thành vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ sẽ đến, liền chào tạm biệt ông chủ rồi sắp về. Nhà anh nằm trong một con hẻm cũ, ngoài đường thì đèn điện sáng trưng, còn bắt đầu đi vào đầu hẻm thì chỉ có lẻ noi vài cái bóng đèn mà người ta mở trước sân hay hát ra từ bên trong bản thờ tổ tiên hoặc ông địa chốc chốc anh lại quay mặt về phía sau như đang tìm kiếm một vật gì đó cứ như đang len lén mà đi sau lưng anh vậy thành bất chợt quay người lại thì anh phát hiện một người khiến anh giật mình một cô gái mặc cái đầm màu trắng tóc xõa dài rũ rượi đang đứng sau lưng anh gì vậy má làm hết hồn à cô gái không nói gì cứ đứng đó nhìn anh chầm chầm thành cảm nhận đôi mắt sâu thăm thẳm mà anh dùng mình này này cô bị câm sau không nói gì hết vậy cô gái vẫn đứng đó mà nhìn thành chằm chằm với bản tính tò mò thành lại hỏi mà đêm hôm thế này cô không ở nhà đi lang thang không sợ bị bắt cóc à vẫn im lặng cô gái không nhấp môi chút nào vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào thành thành cảm thấy nhạt nhẽo nên anh mặc kệ cô ta rồi bỏ đi là cô gái hay mộng mơ xinh đẹp như nàng tiên giáng trần là cô gái hay mộng mơ xinh đẹp như nàng tiên giáng trần thành vừa đi vừa hát chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nhà của anh rồi anh cứ thong thả mà đi về nhà cái cảm giác như có ai sau lưng lại chợt xuất hiện anh nghĩ trong đầu mẹ nó cái con điên sao cứ đi theo mình anh chợt ngừng lại rồi quay phách ra tính là sẽ hù cho cái con điên ấy một trận nhưng khi vừa quay lại thì anh đứng sững Miệng anh há ra Mắt anh trợn tròn Mà nhìn chăm chăm cái cô gái trước mặt Không đúng Nó không phải là cô gái nữa Mà là Là một con yêu nữ Thành sợ hãi Thở dốc nhìn con ma nữ vẫn đứng đó Mà muốn xón cả ra quận Chân anh như thể đeo chỉ Mà nặng nề không thể bước đi được Bỗng con ma nữ cười lên man dại Những tiếng cười ha ha Đến kinh người Lần đầu gặp nhau như vậy là đủ vui rồi nói cười rồi nó biến mất chỉ để lại một làn sương khói mờ ảo thành như cái xác đóng năng mà đứng im tại đó tim anh đập loạn xạ không thể kiềm chế được miệng anh vẫn há hốc như chờ sung rụng ta say trời đất cũng say ta buồn nên đất nhớ đường về tiếng hát nghêu ngao say điện của ông sáng lùn từ ngoài con hẻm đi tới ông nhìn thấy thành mà cười lên ha hả bỏ lê bỏ lết với cái bình rượu Ê cái thằng kia Mày đi nhậu với tao đi Tao bao Hôm nay tao bao mày Mày chỉ cần há mồm là sung rụng Có sung để nhậu rồi Thành bỗng ngậm lại được miệng Tay chân cử động lại được Chú chú sáng ơi Có, có, có ma có, có ma chú ơi Thành hốt hoảng chạy đến như bám víu vào ông sáng để đỡ sợ Ông sáng gật gật ngu ngu Ma <laughs> Ma nó có biết nhậu không mày thành cố lai like ông sáng cháu nói thật đó nãy cháu thấy một con ma nữ đi đằng sau cháu tóc nó rối bù rối hơn cả cái tổ chim quả mà cháu thấy Ồ, mặt nó thì y như chét cả ký bột mì lên mặt hai con mắt đen thôi như cục than không có chút lòng trắng chú ơi nó nó không có răng bên trong miệng là một màu đỏ lòm lòm chú ơi à nó, nó, nó còn nói chuyện với cháu nữa chú ơi giọng nói thì the thé ghê lắm Mà vang vọng khiến cho đầu óc cháu nó rối bời Mà chỉ biết ngơ ngác nhìn nó Chú ơi cháu gặp ma rồi Cháu sợ sợ lắm <laughs> Mà Nó có nói nhiều như con vợ ở nhà của tao không Cái thằng khủng Thôi tao về nhậu với vợ đây Khủng khủng Ma có gì Ông sáng lùn siêu siêu vẹo vẹo Mà đi về nhà Vừa đi vừa lại nhảy cái thằng dở hơi, mà biết chả có. Ma ơi là ma, em ở đâu, nhậu không em? Thành ngẩn người ra, rồi kịp nhận ra mình đang đứng một mình. Anh đành léo đéo mà chạy theo sau ông sáng rồi về nhà. Tới cửa nhà Thành, nhanh chóng mở cửa, rồi chạy vào kéo mạnh cửa không thương tiếc. Chốt lại rồi leo lên giường chụm chăn kín mít. Giày, quần áo thì chưa kịp cởi anh mặc kệ mà cố dỗ dành mình vào giấc ngủ đang thiêu thiêu ngủ thì thành nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng một tiếng gõ cửa cứ một tiếng cốc mà vang lên thành đành lên tiếng ai vậy đêm khuya rồi có chuyện gì thế không có tiếng đáp lại thành bấm bụng là có đứa trêu chọc mình nên anh tiếp tục trùng chăn mà ngủ tiếng có cửa lại kêu lên vang vọng khắp căn phòng. Thanh lên đứng dậy mà ngó ra cái khe cửa gỗ. Anh lạnh người khi trước cửa phòng anh chả có ai cả. Ngoài cái màn đêm đen dày đặc kia thì chả có thứ gì cả. Chỉ có tiếng gió vẫn thổi xì xào như tiếng người đang thầm thì. Anh chợt dùng mình. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của con ma nữ khi tối. Làm anh sợ mà run rẩy Nhanh chóng lên giường nhắm mắt mà cố ngủ thành ơi dậy đi con hôm nay không đi làm à đó là tiếng bà hoa kế bên phòng trọ anh thường ngày anh dậy rất sớm để dọn dẹp rồi đi làm nên bà hoa biết hôm nay trễ rồi mà không thấy anh dậy nên bà mới gọi hỏi thành đi ra mở cửa à cô hoa hôm qua cháu không ngủ được nên sáng nay mệt quá bà hoa bĩu môi gớp chứ không phải tối qua có cô em nào đến tìm nên ngủ không được chứ gì Thành ngạc nhiên. Ủa, có ai đâu cô? Bà Hoa cười hì hì mà nói. Thôi đi ông, năm nay thì cũng đã ngoài 20 tuổi rồi. Chuyện có người yêu là bình thường, giấu giấu cái gì? Thành như đính chính lại danh phẩm của mình. Có, có đâu cô? Cháu nghèo có ai thèm dòm ngó mà có người yêu hả cô? Bà Hoa dí dòm. Thế chứ tối qua đứa con gái nào mặc cái đầm trắng đứng trước cửa phòng mày hả ông tướng? Thành tròn mắt hỏi. Có, có thật hả cô mày này cứ đùa cái bà già này tối qua tao đi vệ sinh rồi không ngủ à, tao à, nghe bên này có tiếng gõ cửa gõ hoài mà không ngớt tao mới chạy ra xem thì thấy đứa con gái mặc cái đầm trắng tóc xóa dài dáng người nó đẹp đắm à, sạch sẽ đứng trước cửa phòng mày gõ cửa tao định gọi mày nhưng sợ mày ngại là đêm hôm dẫn gái về nên tao thôi tao đi vào nhà luôn thành đăm chiêu suy nghĩ rồi giỏi hồn dập thế Thế, thế cô có thấy khuôn mặt của cô ta không? Cô ta có nói gì không? Có làm gì khác không cô? Bà Hoa ngạc nhiên. Ơ, cái thằng này, giả điên giả khùng. Người yêu mày mà sao tao biết? Thành kéo tay bà Hoa vào mà nói. Cô vào đây, vào cháu kể cho nghe. Bà Hoa cáu lên. Bỏ ra, tao còn phải đi bắn xôi, không có trễ rồi. Thành cứ thế mà kéo bà Hoa vào nhà. Tí cháu mua hết xôi cho cô, Bà Hoa đành phải theo lời Thành mà đi vào. Ngồi xuống, cô ngồi xuống đây. Cô sống gần 50 năm rồi, đã bao giờ cô thấy ma chưa? Bà Hoa nhanh nhỏ đáp, "Có, ngày xưa hồi còn dưới quê to gặp rồi." "Mà sao? Thế nào? Mày gặp rồi hả?" À? Thành kể lại chuyện tối qua mình gặp con ma nữ, kể cả chuyện tối qua nó có cửa cả đêm và chắc chắn người mà bà Hoa nhìn thấy tối qua là nó. Bà Hoa cũng hoang mang lắm, nhưng sao bà đã từng trải nên suy nghĩ một hồi bà nói mày đi với tao đến nhà ông thầy chàng đi thành ngạc nhiên hôm nay cô không đi bán à bà hoa lắc đầu kệ mai bán nhanh nhé tao về sửa soạn rồi đi chứ lỡ tối nó gõ cửa phòng tao thì chết hai cô cháu chúng tôi đi vào trong một khu nhà ổ chuột nhỏ dừng trước một căn nhà khá giả nhất trong khu ổ chuột cô hoa nói là nhà ông thầy chàng ở đây cô hoa gõ cửa mấy cái thì thầy đi ra mời chúng tôi vào nhà, thành kể lại tất cả sự việc cho thầy nghe. Sau đó thầy hứa đêm nay sẽ đến nhà anh và nhà cô Hoa để xem xét. Cô Hoa có đưa tiền xăng cổ trước cho thầy, nhưng ông không lấy, ông bảo khi nào bắt được con man nữ ấy ông sẽ lấy. Sau đó hai người cảm ơn thầy và ra về. Về tới nhà, Thành lao vào giường nghỉ ngơi, chỉ sau một lát anh đã đi vào giấc ngủ. Một cô gái mặc áo đầm màu trắng, tóc xõa dài gọn gàng hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đang ngồi bên cạnh nhìn anh mà mỉm cười. "Cô là ai?" Thành khẽ lên tiếng. "Em là người gõ cửa đêm qua." Cô gái cười hiền hòa mà trả lời. "Như nhớ ra hết tất cả." Thành chợt hét lên. "Cô là ma?" Cô gái chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thành sợ hãi mà bỏ chạy. Anh chạy ra khỏi nhà và gõ cửa nhà cô Hoa. Cô Hoa ơi cứu cháu Cứu cháu Cái con ma nữ ấy nó đến nhà cháu rồi Cánh cửa mở ra Làm cho Thành mừng rỡ trong lòng Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn Thì anh lại hốt hoảng mà có giò bỏ chạy Vì người đằng sau cánh cửa Không phải là cô Hoa Mà là là cô gái mặc cái đầm Màu trắng đã đẫm máu Tóc tai bù xù mà bay toán loạn Khuôn mặt Khuôn mặt ấy trắng bệch Hằn lên những tia máu đỏ chi chít Đôi mắt đen xì xì rồi dần chuyển sang màu đỏ như máu đang nhìn thành mà mỉm cười rồi lại cười mở miệng rộng hơn nữa dần dần nụ cười ấy ngoác tới mang tai lộ ra hai bên trong miệng là một màu đỏ như máu thành vắt chân lên cổ mà chạy bạt mạng anh cứ chạy cứ chạy chạy mãi mà không biết hướng nào mệt quá anh dừng lại mà ngồi bệt xuống đất ngó ngó nhìn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả anh bỗng nhìn qua căn nhà cuối con đường ngõ cụt là mộ A Sủi. Là lò mổ của A Sủi, ông chủ quán cháo thịt bằm ngon nhất ở đây. Anh bước vào cánh cổng nhà A Sủi, thì anh nhìn thấy A Sủi tay bế một đứa bé. A Sủi trẻ hơn bình thường, A Sủi đang đút cơm cho đứa bé cỡ 5-6 tuổi ăn, tay không ngừng xoa xoa người bé gái. Thành gọi to, ông chủ A Sủi ơi! Không có tiếng trả lời, A Sủi cũng không ngó ra nhìn. Thành ngạc nhiên, anh cố gọi thêm vài lần nữa Nhưng cũng không ai trả lời anh Thành định bỏ đi Thì anh thấy trước mắt anh tu nhanh như một bộ phim Rồi dừng lại Lúc A Sủi đã già đi hơn Tóc A Sủi đã bạc đi một nửa Đứa bé cũng đã lớn phỏng phao Tóc dài xóa hai bên vai rất đẹp Thành chợt nhận ra Sao cô bé này giống với Cô bé mặc cái đầm trắng Mà mình gặp lúc nãy Tiếng nói của A Sủi kéo anh về trước mắt An Nhi, lại đi ngộ nói cái nì. Cô bé vẻ họ mặt hoảng sợ mà lùi lại đằng sau. Con, con, con đi học nhóm đây ba A Sủi. A Sủi gắt lên. Học hành gì chứ hả? Lại đây mau ngộ nói cái này. Đứa bé hoảng sợ mà khóc. Không, con không lại đâu. Không, xin ba tha cho con. A Sủi nói nhỏ nhẹ. Lại đây, lị lại đây ngộ thương cô bé an nhi khóc lóc van xin không tha cho con ba tha cho con con sợ lắm con đau lắm ba ơi a à sủi gắt lên ấy ra cái con nhỏ này ngộ nuôi nị mười mấy năm nay nói có một chút à có một chút mà lị cũng không nghe chứ hả thật là tức chết ngộ rồi chứ hả an nhi nước mắt đầm đìa ba đến giờ con đi học nhóm thật mà ba ở nhà ngủ sớm tí con về an nhi đang chạy đi ra cửa thì a sủi cầm tay kéo cô lại ấy à nghe lời ngộ đi mà hắn kéo an nhi lại xé bung chiếc áo sơ mi của cô bé mà vùi mặt vào hai cái ngọn núi đang mới lớn của cô an nhi la lên không không khốn nạn ông buông tôi ra đổ cầm thú cô la lên rồi khóc thét đánh bồm bộp vào người a sủi a sủi sức khỏe như một con voi mà vật cô ra Thành chạy vào vớt được cái cuốc ngay đằng trước cửa lao vào mà cuốc tới tấp như là khoảng không. Thành giật mình vì hai người trước mắt mình chỉ là hư ảo, hư ảo mà thôi. Thành chỉ biết trơ mắt ra nhìn, nhìn ác sủi hãm hại chính con gái nuôi của mình. Sau khi thỏa mãn xong xuôi, hắn mặc quần áo vào rồi bỏ mặc ăn như ở đó, leo lên giường mà ngủ. Cô bé đau đớn mà nấc lên từng hồi. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là một lần Cô bé đã chịu tủi nhục rất nhiều lần Mọi thứ lại tua đi Tua đi rất nhanh đến một khoảng thời gian lại dừng lại Cô bé ấy giờ đã lớn hơn một chút Độ khoảng 18 tuổi An Nhi đang ngồi băm thịt để kịp cho ba mình là A Sủi đi bán cháo. A Sủi bước từ trong nhà tắm ra, tay cầm khăn xoa xoa kết đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào An Nhi. Cô gái mặc chiếc đầm màu trắng lộ ra đôi chân dài trắng muốt hắn gión rén bước từng bước đến mà ngồi cạnh cô con gái nuôi của mình. Tay hắn xoa xoa chiếc cặp đùi của cô gái, mà khuôn mặt lộ lên vẻ thèm thuồng. ực ừ, một tiếng, đứng cách xa khoảng 5 mét mà Thành cũng có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của hắn. Thành nhìn mà giận tức, cầm thú mà. An à, Nhi đã quá quen với những trò bệnh hoạn này rồi, cô chẳng còn để tâm vào trong mắt nữa. Cô vẫn thế mà ngồi băm thịt, Tay A à Sủi bắt đầu sở lên trên nữa. Hắn luồn tay vào trong đầm của An Nhi. Cô khẽ cọ quậy vì khó chịu. Tay vẫn băm miếng thịt heo mà trong lòng giận không thể băm nát đầu cái người cha khốn nạn này. Thành đứng ngoài cuộc mà tức thay. Làm gì đi chứ? Sao cô ngu ngốc vậy? Anh bảo tôi có thể làm gì? Là một giọng nói từ ngoài cánh cổng vang lên. Là cô gái mặc cái đầm trắng. Vẻ đẹp thanh tú Mái tóc dài óng ả à dễ thương là An Nhi, cô gái y hệt cô bé mà Thành thấy trước mắt. Cô đang từng bước vào trong nhà, mắt đăm đăm nhìn cái cảnh người chăn nuôi bệnh hoạn đang đôi cánh tay chạy dọc khắp cơ thể mình. Nước mắt với khẽ rơi, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương ửng đỏ vì đang khóc. Cô nhìn về xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó, rồi khẽ nói. Năm bốn tuổi, hắn mang tôi về nuôi cho tôi ăn học, dạy tôi sống tốt với mọi người. Lúc nhỏ tôi chỉ nghĩ mỗi lần hắn sợ sẵn trên người tôi như thế là bình thường, cha mẹ nào cũng có thể sợ. Nhưng khi cơ thể tôi đã phát triển, ý thức đã đủ để biết đó là những hành vi bệnh hoạn. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi đã không có người thân, hắn là người duy nhất tôi có được trên đời. Tôi mặc kệ những trò đồi bại mà hắn làm với tôi. Khi bắt đầu biết yêu, tôi nghĩ khi có người yêu hắn sẽ cả tôi cho họ và tôi sẽ thoát cái cảnh nhục nhã đó. Nhưng khi tôi nói muốn lấy chồng, thì hắn bảo tôi phải sinh con nối dõi cho hắn rồi đi đâu rồi đi. Mọi chuyện kế tiếp thì anh cứ xem đi, xem đi anh sẽ rõ. Thành nhìn lại hai người đang vật lộn với nhau. ấy à, chiều ngọ đi mà. Không, không, buông tôi ra. Anh đi chống cự, thoát khỏi hắn đứng dậy mà vớ được con dao nhọn đang để trên bàn ăn cơm. Ông mà bước đến, ông đừng có trách tôi. Á sủi vẻ mặt ngạc nhiên mà than trời trách đất. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với ngộ thế này chứ hả? Nuôi lị 14 năm mà giờ có chút việc lị cãi ngộ, còn chia ra vào mặt ngộ nữa chứ hả? An Nhi bật khóc. Bà, 8 năm qua, tôi đã nhường nhịn ông rất nhiều. Giờ tôi đã lớn, hành vi đó càng kinh dị hơn Hôm nay tôi còn gọi ông một tiếng ba là còn nể cái công ơn nuôi dưỡng của ông. Tôi sẽ đi. Ông đừng bao giờ tìm tôi. Ông để yên cho tôi đi. Nói rồi cô đi vào trong phòng mà thu xếp đồ đạc để bỏ đi. A à sủi đứng ngây ngốc suy nghĩ lại những gì mà An Nhi đã nói. Sau khi thấm nhận những gì A à sủi đã nghe, hắn lao xuống bếp, cầm cái chày đi vào phòng An Nhiên. Bộp! Một tiếng thật mạnh, cái chày phát mạnh vào đầu An Nhi. Cô quay lại, tay ôm đầu, Mà miệng há hốc nhìn A Sủi. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu cô xuống. Hắn cười lên sẵn sặc, lao vào như hổ đói mà giày vò thân thể An Nhi. An Nhi la hét lên, ra sức vùng vẫy nhưng không chống lại được. Cô bèn cắn vào tay hắn, hắn đau quá mà thả cô ra. Sẵn còn cái chảy trên sàn nhà, hắn cầm lên mà đập bông bốc vào đầu cô như đập cục đá để uống trà sữa vậy. Thành đứng nhìn mà rụng rời chân tay. Anh quay lại nhìn cô gái mặc đầm trắng đang đứng trong góc nhà mà nói. Sao mà số khổ quá vậy cô? Cô gái quay lại, đầu bê bết máu, móc méo, biến dạng mà nhìn Thành. Chưa dừng lại ở đó đâu anh. Anh xem tiếp đi. Sau khi thấy bé An Nhi đã nằm bất động, hắn lao vào mà thực hiện hành vi giao cấu. Thỏa mãn xong, hắn định thần nhìn lại là chết người hắn đã giết người. Chết ngộ rồi, ngộ phải làm gì đây chứ hả? Trong đầu hắn nghĩ lên hai chữ là phi tang. Phải, là phải phi tang cái xác đi. Phi tang nó, phi tang nó. A sủi cầm hai chân của An Nhi kéo lê sẩn sẩn trên sàn nhà. Máu từ đầu An Nhi chảy ra, tạo thành một vệt dài trên sàn nhà. Hắn lôi xác cô ra đằng sau nhà, nơi có một chỗ đất trống mà hắn thường hay giết mổ lợn. Đặt xác cô ở dưới đó, hắn đi vào nhà lấy con dao ra, mài cho thật sắc, rồi leo lên giường ngủ và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 12 giờ là lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. A sổi cắm bóng đèn điện ở chỗ bãi đất trống lên, sau đó hắn vào nhà, cầm con dao chặt xương ra. Hắn uống một ngụm rượu lấy hết can đảm, cầm con dao chặt xương, chặt thật mạnh xuống cổ của An Nhi. Đầu của cô văng ra Lăn lồng lóc trên nền đất Máu từ trong thân thể cô Phun ra như vòi bánh ướt Hết bãi đất trống A à sủi lấy vòi nước xịt Xịt sạch sẽ hết tất cả Chỗ máu ở trên bãi đất Nước từ đó chảy xuống một cái hố Mà hắn đã đào sẵn Để khi xiết mổ heo Nước sẽ không bị động lại Không bị hôi thối Mà chảy xuống hết cái hố đó Sau đó hắn cởi hết đồ của An Nhi ra Rồi cầm con dao nhọn rạch từ trên lồng ngực của cô cho đến tận chỗ quá bụng dưới của cô con dao sắc như nước rạch đến đâu máu ứa ra đến đó quá quen thuộc với việc giết mổ heo thì khi mổ một người như thế thì cũng quá dễ dàng đối với hắn hắn dùng hai tay dùng sức mà banh thật mặn hai bên lồng ngực của cô ra sau đó cứa thêm mấy phát lớp da của cô hoàn toàn tách rời lộ ra xương sườn đỏ lòm lòm tanh tưởi sau đó hắn lại cứ lại banh bụng của An Nhi ra. Thành nhìn thấy mà kinh tởm, anh nôn mửa ngay tại chỗ. Hắn bắt đầu dùng tay, dùng dao một cách điêu luyện và moi móc hết nội tạng trong người của cô ra. Sau đó, hắn lấy vòi nước mà xịt sạch sẽ những vết máu dính trên cơ thể của cô. Bây giờ trong người cô không còn nội tạng, bụng thì bị phanh thay ra như một con heo vừa bị mổ thịt vậy. Cái người cô lên cái thớt to hắn chặt hai tay của cô sau đó là hai chân xong lên tới đùi rồi chặt cô làm hai như nửa con gà sau đó hắn chặt hết người cô ra thành từng khúc hắn lọc hết tất cả thịt trên người cô rồi mang xương sườn xương trên người cất tủ đông để mai hầm cháo hầm cháo mà bán thịt cô hắn băm ra để làm cháo thịt bằm á sủi vào nhà lấy một cái hũ đất bỏ đầu cô vào trong đó sau đó hắn đào một cái hố sau nhà rồi mang bỏ cái hục xuống đó. Hắn lấp đất, rải lá cây lên như không có gì ở đó. Mọi thứ bằng phẳng, hắn mới an tâm mà vào nhà ngủ tiếp. Hôm nay, hắn không bán cháo, không mổ heo. Cô gái mặc cái đầm màu trắng, người mờ mờ ảo ảo đứng bên góc tường lên tiếng. Anh thấy đó, đó là những gì tôi đã phải chịu đựng. Khóe mắt cô ửng đỏ, nước mắt khẽ rơi mà lăn dài trên khuôn mặt. Sau đó cô phất tay một cái, mọi thứ tối sầm rồi dần dần sáng lên. Thành mở mắt ra, anh bật dậy thấy mình đang nằm trên giường. Anh nhìn ra ngoài trời đã chập choạng tối. Anh ngơ ngác vì mình ngủ lâu đến thế. Bỗng anh giật mình vì bên cạnh anh tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh thấy sao? Thành định thần nhìn lại rồi nhớ lại toàn bộ giấc mơ. Lắc đầu tại sao con người lại độc ác đến thế cơ chứ? sao cô không tìm về mà vặn cổ nó chết luôn đi? cô gái mà khép mỉm cười. lúc đầu khi mới chết tôi cũng muốn làm như vậy nhưng nghĩ lại những ngày tháng ở bên ông ấy công lao dưỡng dục làm tôi buông bỏ tất cả nhưng tôi cũng muốn pháp luật trừng trị ông ta anh giúp tôi nhé. thành ngạc nhiên. tôi á, tôi giúp gì được cho cô? anh giúp tôi lấy lại công bằng là được. Thấy Thành còn suy nghĩ, cô ấy nói. Ngược lại, tôi sẽ giúp anh thực hiện những gì anh muốn. Thành nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng ý. Thành ơi, thầy đến rồi con ơi. Tiếng bà Hoa đứng ở ngoài cửa vừa gọi vừa đập ầm ầm. Anh, anh định bắt tôi à? Tiếng cô mà ăn nhi hoảng sợ mà hỏi Thành. Thành bất đắc dĩ. À, à, không, không, không. Tôi không có bắt cô đâu. Cô yên tâm an nhi không nói gì rồi tỏ vẻ giận dỗi đi vào trong nhà tắm của thành rồi mất hút thành đi theo vào rồi vào trong nhà tắm anh ngơ ngác nhìn rồi tự hỏi từ đâu mà nhà tắm mình trở thành nhà của ma nữ vậy rồi khi tắm nó thấy hết đời trai mình thì sao thành ơi có sao không con thầy ơi có khi nào con ma nó nằm thịt thằng nhỏ được không thầy bà hoa vừa đập cửa vừa lo lắng thầy chàng cố chấn an bà Hoa. Không sao đâu, có thầy ở đây rồi. Tiếng cạch cạch vang lên, cánh cửa được mở ra. Bà Hoa vội lao vào. Con ơi, mày có làm sao không con? Thành lắc lắc đầu. Con không sao, con ngủ quên. Ông thầy chàng nhìn Thành mà nhau mày lại. Cậu vừa gặp ma đúng không? Thành ngạc nhiên rồi gật đầu. Ông thầy chàng đi vào nhà Thành rồi lắc đầu. Cậu mở cửa cho âm khí bay ra đi. Thành làm theo mở toang cửa sổ, cửa nhà, cả cửa thông gió. Ông thầy đi một vòng trong nhà, rồi nhìn chằm chằm vào nhà tắm mà chép miệng. Nó ở trong đó. Bà Hoa nghe nói mà hoảng sợ. Bắt nó đi thầy ơi, giúp chúng con với. Ông thầy nhanh nhẹn mà rút lá bùa trong túi ra, vuốt vuốt lên cây kiếm cỗ, rồi xông vào phòng tắm. Đừng thầy ơi, dừng tay. Tiếng là thất thanh của Thành làm ông thầy chàng dừng lại có chuyện gì? Thầy đang bắt ma trừ tà mà. Thành vội kéo tay thầy lôi về phía ghế. Thầy chàng hất tay Thành ra. Không, không nhanh là nó đi mất. Thành chạy lại phía nhà tắm, anh đóng sầm cửa lại. Không được thầy à, thầy nghe con giải thích. Bà Hoa đứng bên cạnh la lớn. Mày bị sao vậy con, để thầy bắt con ma đó cho. Thành giữ chặt cửa, sau đó kể lại tất cả những gì anh đã trải. Nghe xong, bà Hoa kinh ngạc. Trời ơi, trên đời lại có người độc ác như thế sao? Thành gật đầu, thầy chàng suy nghĩ rồi nói. Vậy cậu hãy cho thầy xem con ma, ma đó có được không? Thành mở cửa nhà tắm mà gọi. An Nhi ơi, An Nhi ơi, cô ra đây đi. Từ trong nhà tắm bước ra một cô gái đang tuổi mới lớn, dễ thương, xinh xắn, mặc cái đầm trắng, hai bên tóc dài xõa ngay ngắn, chắp tay với thầy chàng. Thưa thầy, tất cả mọi chuyện là thật ạ. À? Thầy nhìn cô, đánh giá từ trên xuống. Ông gật đầu vì trên người cô không một chút thù hận, không một chút oán khí nào. Ông nhìn Thành mà hỏi. Thế giờ cậu muốn giúp cô ấy thế nào? Thành suy nghĩ rồi nói. Trước mắt con cũng chưa biết, nhưng con nhất định phải đưa ông ấy ra ánh sáng để pháp luật trừng trị. Thầy nhìn anh gật đầu, mỉm cười. Sau đó ông lấy trong giỏ mình ra một lá bùa màu tím, đưa cho anh mà sặn giỏ. Cậu tiếp xúc với người âm nhiều, âm khí bám vào người dễ gây bệnh hay mệt mỏi. Cậu giữ lá bùa này để giúp điều hòa âm dương sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe. Thành nhận lấy tấm bùa cảm ơn đối rít, rồi móc trong túi ra 500.000 đưa cho thầy. Dạ, thầy giữ để uống nước. Ông thầy không lấy trả lại Thành. Tôi không bắt ma cho cậu, nên không lấy tiền của cậu, còn tấm bùa tôi tặng cậu thôi tôi về ông thầy chàng chào thành và bà hoa rồi ra về này này mày định ở chung với ma đấy à tiếng bà hoa thủ thị mà hỏi thành cười phá lên cô hòa thấy cô gái ma ấy chưa dễ thương lắm bà hoa dùng mình thôi thôi thôi, thôi. chịu tao không muốn thấy già dạ rồi tim nó cũng yếu rồi thôi thôi tao về đây thành cười lên ha ha rồi ra chốt cửa lại anh định sẽ làm gì an nhi khẽ hỏi thành thành mở cửa nhà tắm tôi đi tắm cô đừng có vào nhé an nhi vội vàng này này khoan đã thành bỗng lên la lên một tiếng thất thanh ma anh chạy phát ra ngoài vì trong nhà tắm một con ma đang đứng đó mặt tím đen mắt đỏ lừ lừ miệng há hốc đen như cái hố đen vũ trụ tay đang đưa về phía thành thành ôm lấy cái gối mà lắp bắp với an nhi mà ma ma, ma có, có có ma trong đó cô 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 đuổi nó đi đi an nhi cúi mặt bẽn lẽn là anh người yêu em thành hô lên what what the fake cô chết rồi mà cũng có người yêu an nhi cãi thì sao làm như mình anh mới có ấy thành đứng dậy châm chọc này hai người làm gì trong đó vậy An Nhi đứng một bên mà ửng đỏ hai gò má Thành cạn lời Thôi cô ơi Bảo chồng cô ra ngoài cho tôi đi tắm An Nhi gọi to Anh Tình ơi Ra đây em nói nghe Con ma ấy bước ra Vẻ mặt đỡ sợ hơn lúc nãy Nhưng cũng tím ngắc dọa người Thành ngó đầu vào nhà tắm rồi bước vào Sau đó nói vọng ra Có khi nào hai người đẻ đứa con trong đây không ầm một tiếng Cánh cửa nhà tắm tự động đóng vào Thành giật bắn mình rồi tham thở Tôi khổ quá mà Tắm rửa xong Thành bước ra Ủa chồng cô đâu Anh Nhi trả lời Anh ấy cãi lộn với tôi Vì tôi ở nhà anh Thành trợn mắt <laughs> Cái gì ma mà cũng biết ghen á Anh Nhi gật đầu Thành cũng bó chân Ngồi xuống giường hỏi cô Bước kế tiếp cô tính thế nào An đi trả lời. A à, Sủi sợ tôi về báo thù nên đã dán bùa khắp nhà. Bùa hắn mạnh lắm, tôi không vào được. Lúc tôi chết, hồn phách còn chưa biết gì nên lang thang. Khi nhận ra mình đã chết và biết hắn hại tôi, khi trở về nhà tôi đã bị lá bùa đánh văng ra. Thành hỏi lại. Thế khi nào hắn mổ thịt cô ở bãi đất trống, Sao cô không trả thù? Ngoài đó làm gì có bùa? An Nhi thở dài. Lúc đó tôi buồn, tôi khóc nên không làm gì được với lại trong người hắn có đem theo cái sợi dây chuyền có lá bùa bên tàu lúc đó trả thù chắc chắn là tôi sẽ thua đầu tôi còn nằm dưới đất mà thành gật gù mà sao bao nhiêu người cô không theo mà lại theo tôi vậy an nhi trả lời trong sự đau lòng vì anh là người ăn thịt tôi đầu tiên thành ngạc nhiên sao lại là tôi lúc tôi ăn cháo thì đã có nhiều người ăn rồi mà cô lại trả lời tất cả họ đều ăn thịt cũ là do tôi băm trước khi chết còn bát cháo anh ăn là thịt của tôi thành cảm thấy nậm giọng nghĩ tới bát cháo mà muốn nôn ra hết vậy tôi đã ăn bộ phận nào trên cơ thể của cô vậy an nhi bẽn lẽn mặt đỏ bừng mà nói à anh 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 hỏi làm gì thì là thịt tôi đó thành vẫn hỏi tôi biết là thịt cô rồi nhưng là chỗ nào an nhi gắt đi anh kỳ quá ngủ đi Nói rồi có vụt chạy vào nhà tắm Rồi biến mất Thành giấc mùng rồi chậm ngâm suy nghĩ Là bộ phận nào nhỉ Sao mà lúc đó ngon đến thế nhỉ Hay là Ây da da à, Không nghĩ bậy nữa Thành nha à. Ngủ thôi Trong giấc ngủ Thành lại thấy cảnh ác sủi chặt đầu Rồi mổ thịt ăn nhi khiến anh giật mình Chắc là nó đã ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ Thành tỉnh giấc và không ngủ được nữa anh thức giấc ra ngồi trước cửa sổ Bỗng anh nghe có tiếng chặt con khóc văng vọng đâu đây Quái lạ Ở cái xóm này làm gì có bà nào mới đẻ đâu ta Anh mở cửa nhìn ngó ra ngoài Bất chợt anh nhìn thấy dưới bóng cây một cái gì đó đang ở đó Sau một hồi nhìn kỹ Rồi nhờ bóng trăng soi sáng Anh nhận ra đó là một đứa bé Anh thấy lạ nhưng vẫn tò mò đi ra Đúng là đứa bé rồi Vì nó đang đứng khóc anh thấy một đứa ăn mặc có vẻ nhà khá giả đang đứng khóc một mình này em em bé ơi sao em khóc vậy tiếng em bé vang lên vọng hết cả con hẻm nhỏ em bị lạc mẹ rồi nói xong đứa bé cất tiếng khóc to như muốn xé toạc cái mặt đêm u tối thành cố dỗ dành đứa bé thôi em đừng khóc nữa anh tìm mẹ cho em nha đứa bé nín khóc thật chưa anh anh dẫn em về nhà đi em biết nhà em nhưng em không biết đường đi thành thấy có hy vọng nhà em thế nào đứa bé kể nhà em có cái cổng đen rất lớn trên có hai con chó đá màu vàng bên cạnh là cái bảng rất to thành suy nghĩ rồi chợt nhớ à anh biết nhà em rồi qua khỏi con hẻm đi sang đường rồi vào con ngõ nhỏ bên kia đường là nhà em nhà em to nhất ở đó mà đứa bé gật đầu dạ Đúng rồi, nhà em giàu lắm. Thành gật đầu. Ờ, lên vai anh Cõng đi. Đứa bé gật đầu, leo lên vai Thành. Sau đó người ta thấy một cậu thanh niên đi trên đường, tay cứ cua quơ ra đằng sau và nói chuyện một mình. Thành ngoảnh mặt lại đằng sau. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Đứa bé lanh lợi mà đáp. Em bảy tuổi ạ. À. Thành gật đầu. Mà làm sao em lại đi lạc mẹ vậy em? Đứa bé sụt sùi. Mẹ dẫn em đi nhặt ve chai. Sau đó mẹ dặn em ngồi im, bỏ em lại rồi đi sang kia nhặt ở bãi rác. Thành ừ một tiếng, sau đó thở người ra. Anh vội hỏi đứa bé. Sao em nói nhà em giàu lắm mà? Sao, sao mẹ em lại đi nhặt ve chai? Lúc này cũng đã đến căn nhà to sang trọng ấy. Đứa bé không nói gì cả. Thành quay lại, chỉ cảm nhận đứa bé đi qua đầu anh, leo phách lên trên cây bàng, đu đưa phát vẹo trên đó. Thành hoảng sợ. Anh nhìn lên cây bàn thấy đứa bé mặt trắng bệch, hai mắt đen xì xì, tay chân chỗ gãy chỗ lồi cả ra xương. Đang rỉ máu xuống đất từng giọt, từng giọt. Cái đầu đứa bé dần dần to ra, to như trái dưa hấu, rồi một cái ầm vang. Đầu đứa bé nổ tung, máu thịt văng tung tóe bắn cả vào mặt Thành. Anh chỉ biết đứng đó mà nôn thốc nôn tháo. Anh dùng hết sức bình sinh để chạy, nhưng chân anh như bị đóng cùng với xi măng vậy. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh ma nữ An Nhi. Anh thì thầm trong miệng. An Nhi, An Nhi. Bỗng chân anh như được thả lỏng, thoải mái. Anh nghe thấy tiếng rên, tiếng rít, rồi tiếng khóc vang vọng của đứa trẻ con. Ngó lên trên cây, anh yên tâm vì An Nhi đang xách cổ cái đứa bé ma đó. Đứa bé cất tiếng khóc thảm thương rồi năn nỉ. Chị ơi, Chị đẹp gái tha cho em An Nhi trợn tròn đôi mắt Mặt dữ tận Nói mau Mày muốn làm gì người con trai ấy Đứa trẻ tỏ ra gương mặt nũng nịu Khiến người ta phải thấy đáng thương Em Em chỉ muốn anh ấy chơi chung với em thôi mà Cút Cút ngay khỏi anh ấy Anh ấy là chồng chị à An Nhi bỗng sững lại Nhìn về phía thành Mặt bét lén ấp úng nói Thì sao Người Người cút đi cho ta Cô dùng sức ném đứa bé ra xa mấy trăm mét Rồi nhảy xuống bên chỗ Thành mà nói Về thôi anh Thành thường người mà đứng đó An Nhi đến nắm tay anh rồi kéo anh đi Thành ngạc nhiên Này Sao em có thể nắm tay anh An Nhi thật thả đáp Nãy anh ngủ em lấy tóc của anh Mang đến cho thầy chàng làm phép Em có thể tiếp xúc với anh Chỉ mình anh À em có thể tiếp xúc với đồ vật nữa Thành kinh ngạc sau đó hỏi tiếp nãy em nhận anh là chồng của em à an nhi ngại ngùng rồi gật đầu thành càng ngạc nhiên hơn chúng ta đã kết hôn đâu mà vợ chồng an nhi trả lời thầy đã nói em với anh có duyên sẽ thành một đôi thành cảm thấy thích thích nhưng rồi anh nhảy dựng lên anh phải chết sao an nhi đành phải gật đầu trên đường về trong đầu thành bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang anh phải chết sao? Anh sẽ chết như thế nào? Rồi anh phải thành ma sống với An Nhi suốt đời sao? Thành leo lên giường, anh không thể nào ngủ được. Anh cứ nằm mà ôm đống suy nghĩ trong đầu. Khẽ quay sang bên cạnh, anh giật mình vì An Nhi nằm kế bên anh từ lúc nào. Em... em... em lên đây khi nào? Lâu rồi. À ừ, mà đứa bé đó là thế nào em biết không? Anh Nhi nói. Ba của đứa bé mất sớm hai mẹ con sống nuôi nhau đứa bé luôn ước mình được giàu có sung sướng nên lần nào đi ngang qua nhà giàu đó nó cũng dừng lại ngắm nghĩa có lần hai mẹ con đi nhặt ve chai về vì nhiều đồ nên người mẹ kêu con mình ngồi im ở ghế chở xe buýt để bà đi qua đó mua ít ve chai nhà người quen vì mải nói chuyện nên bà mẹ lâu đi ra đứa bé ngóng chở lâu nên mới đi theo lối mẹ nó đã đi băng qua đường nó bị một chiếc xe tải tông chết ngay tại chỗ và mẹ thương con nên là bà mẹ hóa điên dại luôn. Đứa bé thì luôn tìm người để chọc phá và muốn bắt người để chơi cùng. Thành chen vào. Sao nãy em không bắt nó? An Nhi trả lời lại. Em đã báo với thầy, thầy sẽ lo. Thành gật đầu rồi nằm im mà nhìn ngắm An Nhi. Vợ mình đây sao? Sinh vậy sao? Anh khẽ vui mừng, mở cờ trong lòng vì cuối cùng anh đã thoát cảnh FA hai người đang ngắm nhìn nhau thì ngoài cửa sổ một làn gió mạnh bốt thổi đến một bóng người mờ mờ ảo ảo là một con ma nó giật mình mà kêu to an nhi tôi nói không sai cuối cùng em cũng ngạc vào vòng tay nó là người yêu của an nhi an nhi ngồi dậy anh sao không đi luôn đi tôi đi rồi để em lấy nó à nhưng anh đã bỏ tôi mà đi theo con nhỏ kia em vẫn là người yêu tôi mà thành đứng chờ ra anh cạn kiệt lời là ma đang cãi nhau đang ghen tuông và mình là nguyên nhân anh ghét dùng mình vì anh biết hậu quả sẽ thế nào tôi không yêu anh nữa anh đi đi ăn nhi xua tay đuổi tên ma tỉnh đi em nhớ đó sau này đừng có gì tìm tôi đó nghe tên tỉnh nổi giận sau đó bay đi mất trong màn đêm nhanh vậy sao họ chia tay nhanh vậy sao Thành không còn lời nào để nói. An Nhi quay lại nhìn anh, lùi lùi dần vào nhà tắm, mất hút. 7 giờ sáng. Dậy, dậy đi anh. Thành lờ đờ mở mắt. Gần sáng anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh dậy ăn sáng. An Nhi nói rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Thành ngơ ngẩn. Mình có vợ sao? Cưới hồi nào ta? Anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng sau đó đi làm. Tối về, anh đi ngang qua chỗ A sủi bán cháo, hôm nay hắn không bán. Về tới nhà Thành thấy một mâm cơm đầy đủ các món ăn, anh ngạc nhiên. Tiền đâu em mua? An Nhi trả lời tự nhiên. Em là ma mà muốn có tiền dễ ợt. Thành nghiêm nghị. Em không được làm vậy nữa nghe. Tại sao chứ? Anh không thích. Thấy mặt Thành căng thẳng, An Nhi cố kiếm chuyện để anh vui. Anh có biết hôm bữa trong cháo anh ăn thịt gì trên cơ thể em không? Thành cũng rất tò mò nên anh gật đầu. Là thịt ở... Thành gấp rút. Ở đâu ở đâu? Anh đi mà hỏi A Sủi. À, nhắc đến A Sủi tôi mới nhớ. Hôm nay lão ta không đi làm. Anh thử đến nhà lão thử. Thành gật đầu rồi ăn cơm. Thật chất ăn nhi không cần ăn cơm. Nhưng vì muốn ăn cơm với Thành nên cô cũng ăn. Bảy giờ tối, Thành đứng trước nhà A Sủi. A Sủi ơi, có nhà không? Âm thanh trong nhà phát ra. ấy à, là ai đó? Thành lên tiếng đáp lại. Ông chủ A Sủi ơi, cho tôi một tô cháo thịt nha. A Sủi chạy ra mở cửa, đôi mắt len lén nhìn ngó xung quanh. Ngộ biết là lị mà, ăn cháo mà nhiều thịt bằm là chỉ có lị thôi á. Hắn ta mở cửa cho Thành, nhưng vẫn không quên nhìn ngó xung quanh vẻ mặt sợ hãi thành cười to chỉ có quán a sủi là cháo ngon thịt bằm ngon mà bát cháo hôm kia là thịt heo mới phải không sao mà nó ngon thế này a sủi tôi muốn ăn thịt con heo đấy tiếp quá bên gốc cây to đối diện một bóng người đang núp trong bóng tối giận dỗi cái tên này lại đòi ăn thịt mình a sủi xua tay lia lịa à không còn đâu hết rồi hết rồi thành tỏ vẻ tiếc nuối ấy sao mà ông không để cho tôi vậy chứ? Á à sủi thẳng thừng trả lời. Còn heo đó ngộ khó lắm mới mua được á. Thành gật gù. Á à sủi này, nãy tôi nghe người ta bàn tán. Ông có nuôi một đứa con gái xinh đẹp lắm. Á à sủi cha, nhận lị làm con rể nha. Á à sủi ngạc nhiên rồi lắc đầu. Không không, ấy da, không có được. Lị đến mấy ngày trước là được rồi. Ngộ mới để nó đi tìm ba mẹ rồi chứ hả? Thành tỏ vẻ buồn sầu. Thế à? Tưởng có được vợ chứ? Á sủi cười hiền hòa. Ây à, Lị đừng buồn, để ngộ giới thiệu cho em khác chứ hả? Thành gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Á sủi lên tiếng. À, mà Lị đến nhà ngộ có chuyện gì không hả? Thành gái gái đầu. À, tính nhờ ông chủ đây chỉ cho cách nấu cháo thịt bằm ấy mà. Á sủi gật đầu. Được, được, háo, háo, háo thế lị đã mua thịt chưa hả thành tỏ vẻ chưa xị mặt xuống thôi được để ngộ lấy thịt của ngộ xong rồi lị nhớ trả tiền đó nha a sủi lên ý kiến như thế thành tỏ vẻ đồng ý thành nhìn quanh nhà a sủi rồi nói a sủi này ông dán lá bùa này làm gì vậy thành đưa tay định bóc lá bùa trên cửa sổ xuống liền bị a sủi ngăn lại ấy à không được không được lá bùa này linh lắm chứ hả? Thành quan sát nhà A Sủi dán rất nhiều bùa màu xanh. Hầu như chỗ nào có cửa hắn cũng dán. Thôi, giờ mình vào bếp nấu đi chứ. A Sủi lên tiếng. Thành đi theo A Sủi vào trong bếp. Căn bếp không có người phụ nữ đảm đang việc nhà, có vẻ trống vắng và thiếu ấm cúng. A Sủi mở tủ lạnh ra lấy thịt, sau đó quay lại nói với Thành. Lị ở đây bắt dùng ngộ nồi nước, lấy nước xương xong nồi cho ngọt vào rồi bỏ gạo vào, ngộ đi mua ít hành hoa, tí ngộ về ngộ chỉ cho nấu. Thành vâng một tiếng rồi bắt tay vào việc làm liền. Anh đi lại một cái nồi to để trên bếp củi, mở nắp ra. Một mùi hương thơm của xương hầm sọc thẳng vào mũi anh, khiến anh phải kêu lên một tiếng. Ngon quá! Tay bưng nồi, tay cầm muỗng. Anh múc từng muỗng nước lớn từ trong nồi to vào cái nồi nhỏ. Như thói quen, anh để muỗng xuống sâu hơn rồi múc lên, anh hoảng sợ đánh rơi chiếc muỗng xuống đất vì thứ anh múc lên là một cái bàn tay nhỏ nhắn đã bị lọc hết thịt chỉ còn lại chơ xương đã được hầm chín đang tỏa mùi hương thơm nức mũi thạch mất bình tĩnh mà lùi ra xa nhưng không muốn để lộ kế hoạch anh đành nhặt cái bàn tay xương ấy cho lại và nổi to đột nhiên bao tử anh chảo ngược mà nốt mửa không kịp bụng miệng thế là anh phải thu sọn bãi chiến trường anh gây ra và lấy nước lã để nấu nồi cháo. Chưa lấy cái nồi xương hầm, chắc anh lại nôn ra như vòi rồng. A à sủi đi mua hành về, hắn không đi vào nhà mà lại đi lẻn ra sau nhà nơi bãi đất trống, sau đó mới vòng lại vào nhà. Ây à lị đã nấu cháo xong chưa hả? Thành đáp, đang nấu ạ. À? A à sủi lại tháo hết tất cả tấm bùa trong nhà xuống, làm thành mừng vui. Anh đã sẵn ăn nhi, nếu anh bước ra khỏi cửa thì bùa đã được tháo không ngờ là không cần ra tay bổ đã được A Sủi gỡ xuống. Định đi sang ngoài, nhưng A Sủi bỗng gọi anh lại. Lại đây, lại đây ngộ chỉ cho làm. Thành định lại cho có lệ, dự tính xong xét đi ra ngoài. A Sủi tỏ vẻ ân cần, chỉ dạy tận tình cho Thành. Nhưng anh có tâm trí nào đâu. Giờ anh chỉ muốn ăn đi vào đây để A Sủi nhận tội và sẽ gọi công an, bắt hắn khai tất cả. cánh cửa bếp đang dần dần mở ra một bóng người dần dần hiện lên trước mắt thành khiến anh ngạc nhiên mà lùi về đằng sau tay lay lay a sủi là ma là ma đó a sủi cười gian xảo thì lị ấy là ma nói rồi hắn gạt tay thành ra tôi đi đến phía con ma ấy mà nhìn thành cười nhếch mép vậy là sao trong đầu thành nổ vang một tiếng anh chợt nhận ra hai bọn họ đang cùng một phe với nhau. Anh định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Anh dùng tay đập cửa bồm bột bồ, rồi lấy cây gậy nơi góc nhà vụt bôm bốp mà cánh cửa cũng không thể mở. Anh đã bị nhốt trong nhà A sủi. Một tên sát nhân máu lạnh thích nấu thịt người rồi hắn sẽ làm thịt mình sao? Bao nhiêu câu hỏi suy nghĩ trong đầu anh cứ hiện lên. Bốp một tiếng, A sủi cầm một khúc gỗ mà nện mạnh vào đầu Thành. Thành quay sang nhìn A sủi và tên tình bạn trai cũ của An Nhiên mà trợn tròn mắt. Máu từ đỉnh đầu anh đang chảy ra không ngừng nghỉ. Mày dám cướp vợ tao à? Tên tình gạng lên từng chữ, xoáy thẳng sâu vào trong tâm trí anh. Anh mơ màng, dùng sức mà bỏ dậy. A sủi đến nắm tóc anh mà kéo lê kéo lết. Rồi ngộ cũng có thịt bằm nấu cháo cả tháng chứ hả? Thịt con bé kia vẫn còn Giờ lại đến thịt của lỵ Ngộ dầu to rồi Thành giấy rụa Anh vùng vẫy hỏng thoát khỏi tay áo sủi Vô vọng anh đang bị lôi ra bãi đất trống và chuẩn bị mổ thịt. Á sủi tàn ác mà nện vào đầu, vào người của Thành thêm mấy cái mới hạ dạ. Tên tỉnh theo sau mà cười lên man rợn. Hắn cứ thế mà đứng nhìn từ đầu đến cuối. Thành dãy dụa trong vô vọng. Anh biết số mình phải chết, không sống được. Nhưng chết dưới tay kẻ sát nhân thế này Anh thấy thật đau đớn Anh còn cha mẹ ở quê Còn bà hoa hàng xóm chưa nói lời từ biệt đã đi Cha mẹ anh chắc rất sẽ mong anh về Mong anh sớm có vợ Có con cho cha mẹ bế bồng Nhưng giờ anh chả làm được gì Chỉ còn sức mà vùng vẫy như cá nằm trên thớt Có thể chặt khúc Mà kho tiêu bất cứ lúc nào Á à sủi mài con dao thật sắc Cười lên hà hà Sau đó quay sang hỏi tên tỉnh lị có muốn nói gì với nó lần cuối không có tên tình trả lời sau đó đứng trước mặt thành đang hấp hối mặc cười lên châm chọc sau đó nói tao mong rằng khi mày chết mày cũng không cướp người yêu tao thành không còn sức anh chỉ có thể suy nghĩ trong đầu chính mày là người đã bỏ cô ấy đi với người khác giờ mày còn cấm cản tao làm gì như đọc được suy nghĩ trong đầu thành hắn nói tiếp Tao không bỏ An Nhi. Tao là người giúp cô ấy quên đi hận thù. Nhưng vì cô ấy biết người có thể giúp cô ấy được công bằng, nên đã theo mày, để mày giúp đỡ. Nhưng tao đã lầm. Cô ấy không hề yêu tao. Tao chỉ là người để chút bầu tâm sự của cô ấy. Còn mày, cô ấy lại yêu mày. Mày là con người, không thể ở với cô ấy. Thì tao biết được với cô ấy yêu mày. Tao đã giả vờ yêu một con ma nữ khác để xem phản ứng cô ấy thế nào nào ngờ cô ấy lại không cần tao lại yêu mày nhiều hơn tao đã cử thẳng nhóc dẫn dụ mày đến đường chết vậy mà cô ấy lại cứu mày tiếng thành vang lên trong suy nghĩ rắm chó mày chỉ là một con ma thu cuộc mãi thu cuộc an nhi là của tao tên tình tức giận mà gào lên thằng chó chết tao sẽ nuốt hồn phách của mày cho mày vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này nói rồi hắn há to mồm và định nốt hồn phách của Thành. Hắn đã chết cách đêm 10 năm nên rất mạnh. Bỗng ẩm một tiếng, cánh cửa gỗ nhà ác Sủi tan ra từng mạnh. Một người đã ngoài 50 xuất hiện, tay cầm một lá bùa ném thẳng về phía tên tình. Hắn bị lá bùa ném trúng như bị xét đánh mà lùi ra xa. Tình lui về đằng sau mấy bước rồi nhìn về phía người đàn ông đứng tuổi đó là thầy chàng. Đằng sau ông là An Nhi. Cô đang đứng đó rất lo lắng nhìn vào trong chỗ thành. Cô muốn chạy lại xem anh thế nào, nhưng cô biết là anh sẽ không qua khỏi. Và nếu bây giờ cô vào thì tên Tỉnh sẽ bắt cô và sẽ gây áp lực đối với thầy. Nên dù có lòng đau như cắt, cô cũng không dám vào với thành. Tình nhìn thầy chàng mà trong lòng cũng lo sợ. Trên người thầy tỏa ra một mảng bảo vệ kim quang màu vàng, làm cho hắn phải kính nể. Hắn quay sang nhìn An Nhi. "Em lại gọi thầy pháp đến bắt tôi tình nhìn về phía an nhi mắt trợn tròn từng tiêm máu vặt lên nhìn cô an nhi cất tiếng làm lòng hắn chua xót anh hại chết người tôi yêu không bắt ai thì bắt ai không nói không rảnh thầy chàng tung ra một lá bùa màu tím bay lơ lửng trên không thầy đọc phép rồi chỉ thẳng về phía lá bùa một lôi quang điện nhạt nhạt xẹt đến chỗ lá bùa lá bùa bỗng xòe ra to lớn như cái màn bao bọc lại tên tình hắn cố dùng hết tu vi hỏng xé rách cái màn bọc này nhưng rất khó hắn đang cố hết sức rạch một tiếng chiếc màn bao bọc của thầy chàng bị thủng mất một lỗ thầy chạy nhanh đến chỗ thành thu hồn phách anh vào trong lá bùa rồi bỏ vào túi a à, sủi vẫn đứng thở người như tên đao ngơ ngác mà nhìn thầy chàng từ đầu đến cuối hắn không ngờ là thầy sỏi như vậy sợi dây chuyền mà hắn đeo trên cổ không thể chấn át được con quỷ tình nhưng thầy có thể khống chế được nó Uổng công hắn mua từ thầy bên Trung Quốc Tốn mấy chục triệu Một tiếng to Cái màn bao bọc con quỷ tình Vỡ vụn rơi xuống đất Rồi bốc hơi biến mất Tên tình giận dữ mà lao về phía thầy chàng Dùng hai bàn tay nhọn hoắt Muốn cắm mạnh vào cổ thầy Thầy tay huy vũ, niệm chú Nạn phát quyết đánh mạnh về phía con quỷ Tiếng con quỷ gầm lên giận dữ gầm lên Nó kêu lên oai oai mà bị đánh bay về phía đằng sau an nhi em bạc tình bạc nghĩa vậy sao tên tình ôm ngược đau đớn mà rên rỉ hỏi an nhi an nhi lắc đầu trước sau gì thì thạnh cũng chết nhưng tức không ngờ anh cũng nhúng tay vào cô liếc nhìn sang a sủi a sủi nhớ đến việc tay trời của mình định bỏ chạy thì bị thầy chàng đi lại dán lên chán một lá bùa định hồn hắn ta bất động rồi đứng im tại chỗ tình đứng dậy nhìn an nhi nhưng anh còn yêu em mà đôi mắt hắn bỗng long lanh hai hàng nước mắt bỗng tú ra như mưa vậy an nhi chạy lòng anh đi đi từ nay đừng hại ai nữa hắn quay mặt đau khổ mà cười lên ha hả em không thương tôi tôi hiện diện trên cõi đời này làm gì nữa hắn gồng hết sức mạnh quanh thân tỏa ra nguồn ánh sáng đỏ như máu mạnh mẽ muốn bay cả mái tôn lập trên nhà. An Nhi kêu lên. Không, anh đừng làm như vậy. Ẩm vang một tiếng, một nguồn ánh sáng chói mắt khiến An Nhi bay ra xa mấy mét. Cô bồn tròn bỏ dậy, chỉ nghe bên tay văng vẳng tiếng của tình. Anh chờ em, năm trăm nữa anh vẫn sẽ chờ em. Chờ đến một ngày em, em nói yêu anh. Tình phách của tình bay lên trời và biến mất An Nhi đỡ người ra, tên độc ác đó yêu mình đến cỡ vậy sao? Thầy chàng thở phào một tiếng. Con quỷ này cũng khá mạnh, nếu có đối phó cũng sẽ chật vật, vì khi đánh ta đã dùng 7 đến 8 thành tu luyện rồi. May mà nó tự bùng nổ hồn phách. An Nhi tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng chạy lại chỗ thành, đỡ thi thể anh lên. Cô đi về phía A Sủi, đôi mắt A Sủi đảo liên hồi, mồ hôi đang tuôn ra như tắm hắn có thể thấy An Nhi đang dần dần tiến lại chỗ mình. An Nhi lại gần A Sủi, đôi mắt cô đỏ rực như lửa, khuôn mặt biến dạng. A Sủi có thể thấy hình ảnh sống động của một con ma nữ rõ ràng đến thế. Khuôn mặt cô vặn lên những tia máu chẳng chịt, đôi mắt đỏ như lửa đang được cháy dữ dội. Miệng An Nhi bỗng há to ra như cái hố đen vũ trụ muốn nút trọn cả cái đầu A Sủi. Thầy chẳng quát. An Nhi, không được hại người, sau đó, ông thả hồn phách của Thành ra. Thành ngã trên mặt đất ngơ ngác mà nhìn xung quanh. Anh nhìn về thi thể của mình một lúc rồi hiểu ra mọi chuyện. Anh đi lại chỗ thầy chàng bái lại thầy đã cứu anh thoát khỏi tên tình. Anh quay mặt nhìn về phía A Sủi. Hận không thể nhai tươi nuốt sống hắn. A Sủi lại càng sợ hãi hơn, tim đập loạn xạ. Miệng mồm cứng đơ, há hốc như chờ chịu trận. Anh lao về phía A Sủi muốn đập chết cái lão già khốn nạn đó. Nhưng An Nhi ngăn lại. Cha! À. Tiếng An Nhi vang lên. Mặt cô dần dần trở lại dễ coi. Là một đứa con gái dễ thương, hiền lành như khi còn ở với A Sủi. A Sủi nghe thấy cô gọi mình là cha thì rơm rớm nước mắt. Thầy à! Gỡ bùa trên chán ông ấy xuống đi. Cô quay lại mà nói với thầy chàng như vậy. Thầy cũng đồng ý rồi gỡ xuống. Mất độ một phút, A à Sủi mới khôi phục lại bình thường. Hắn quỳ xuống dưới chân An Nhi. Còn yêu dấu à? Tha cho ngộ đi nhé. Ngộ hứa ngộ sẽ đầu thú mà. An Nhi gật đầu. Cha, người đứng lên đi. Con đã từng hận người đến thấu tận xương tủy. Nhưng giờ con hết rồi. Cảm ơn người đã nuôi dưỡng con nên người. Người đã giết hai mạng người rồi. Hãy đi đầu thú đi. Con tha lỗi cho người. Dù gì con cũng đã chết và số anh thành cũng đã định không ai trách người nữa đâu a à sủi nước mắt giản dụa nhìn về an nhi mà cúi đầu tay vái lại lia lịa an nhi lôi thành rời đi thầy trang ở lại hiện trường công an sau đó cũng tới hiện trường và mang a sủi về đồn Sao em biết tên tình có mặt mà gọi thầy đến cứu anh thành và an nhi ngồi trên một tòa nhà cao tầng anh nắm tay cô mà hỏi cô tựa đầu vào anh Lúc A Sủi đi mua hành về vòng ra sau nhà, em đã len lén theo sau. Em thấy hắn âm mưu to nhỏ với tên tình, nên em mới đi báo thầy. Này, hai đứa xuống đây thầy nói. Tiếng thầy chàng vang lên từ dưới sân thượng gọi ới lên bọn họ. Bọn họ bay xuống, thầy nhìn cặp vợ chồng nhà ma mà nói. Hai đứa nên đi đầu thai. Hai đứa không phải là người, nên hãy đi đầu thai đi. Kiếp này tình duyên chắc chở, ta sẽ viết cho hai con phong thư để gửi cho phán quan. Mong kiếp sau hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau. An Nhi và Thành nhìn nhau gật đầu rồi mỉm cười. An Nhi bỗng quay sang hỏi thầy. Còn á sủi thì sao? Thầy đáp. Công an tìm được những mẫu xương và cái đầu của con. Vụ án làm chấn động cả nước. Ngoài ra hắn đã khai giết Thành vì Thành là bạn trai của con. Thành biết chuyện nên đã ra tay sát hại Thành. Trong khi chờ tòa xét xử, hắn đã tự tử mà chết an nhi nghe xong cảm thấy tiếc thương cho a sủi hắn đáng như vậy em không cần buồn sầu đâu thành an ủi cô sau đó nắm tay cô mình đầu thai nhé an nhi gật đầu nhận phong thư của thầy chàng hai người bay về âm phủ để báo cáo kiếp này họ chết oan uổng nên sẽ được đền bù kiếp sau em này em vẫn chưa nói là anh đã ăn trúng chỗ nào trên cơ thể em vậy Thành bay theo An Nhi mà hỏi. Cô không thể từ chối đưa tay của Thành mà đặt lên mông mình. Sau đó tăng tốc bay thật nhanh. Thành ngơ ngẩn mà nhớ lại từng miếng cháo và từng miếng thịt bằm ngon ngất ngây. Các bạn thân mến, một tiếng đồng hồ chúng ta đã cùng đón nghe một cái câu chuyện mà uh, đúng là một cái câu chuyện nếu kể ra thì tác giả nói về cái nỗi đau của cô gái này nhưng tác giả lại Kiểu như kể theo một cái lối văn khá là hài hước và dí dỏm. Thành ra chúng ta không cảm nhận được cái 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 cô gái này cô cảm thấy đau đớn mà chúng ta lại thấy một cái điều mới mẻ trong cái câu chuyện này, đó là cái sự vị tha, cái lòng bao dung độ lượng. Và chắc hẳn là tác giả cũng muốn viết uh, theo cái lối văn dí dỏm và hài hước để cho nó khác lạ so với những cái câu chuyện khác. Có thể đọc cái đoạn đầu chúng ta sẽ tưởng tượng đây sẽ là một cái câu chuyện cực kỳ là bi thảm về cái chết của một cô gái rồi bị bầm xác này kia. Rồi cái ông A Xỉu, A Xủi này sẽ bị cô gái trêu ghẹo hoặc là thế này thế kia đúng không? Nhưng cái lối văn đó thì thuận lại nếu tác giả viết như thế thì này, câu chuyện nó quá bình thường. Chúng ta có thể đoán trước được nội dung. Nhưng tác giả lại viết theo cái lối văn hài hước dí dỏm để tạo ra một cái câu chuyện uh, Bản chất nó là đau đớn Nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành một cái câu chuyện Vui, chuyện hài Nói về cái lòng vị tha độ lượng của con người Thì Thuận thấy nó cũng khá là mới lạ Và nó cũng khá là đặc sắc uhm, Sẽ có những người thì cảm thấy Không yêu thích cái kiểu như thế Nhưng mà Thuận thì lại thấy khá là hay Không biết mọi người thì thấy như thế nào cũng biết có cùng quan điểm với Thuận hay không Thì chúng ta hãy cùng comment và bình luận Ở phía dưới của uh, cái video ngày hôm nay nhé à Đây là cái câu chuyện mà lần đầu tiên Của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung à là một người con gái không biết chị nhung là bao nhiêu tuổi nhưng mà cái lối văn hài hước dí dỏm như thế này thì chắc ở ngoài đời tác giả này cũng là một cái người mà có cái sự hài hước à, rồi dí dỏm lắm đây rồi cảm ơn tác giả tuyết nhung rất là nhiều đã hợp tác cùng với kênh người dẫn đường Khoai âm và đã giúp cho thuận có một cái câu chuyện khá là mới mẻ để gửi tặng tới cho tất cả mọi người và mọi người nhớ đón nghe những cái câu chuyện khác trên kênh người dẫn đường Khoai âm vào 9 giờ tối hàng ngày cảm ơn mọi người và bây giờ chúc mọi người ngủ ngon